Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bản mod khá là hay luôn. Bản mod này là bản mod phép thuật nha. Đây, ở trong cái bản mod này có rất là nhiều kiếm với lại mấy cái quyển sách phép thuật này nè. Mỗi cái đều, mỗi thanh kiếm với lại mỗi quyển này là đều có cái kỹ năng khác nhau hết nha. Nhưng mà không hiểu sao có một số cái quyển sách á, mình không biết kỹ năng nó là sao hết á, mình không biết sử dụng á. Nhưng mà không sao, mọi người tải về á, có cái quyển sách này nè, có thể bấm vô và coi cách sử dụng của từng cái luôn nha. Thì mình đọc cho mọi người xem một số cái nha, như là mình ngu tiếng Anh lắm đó, mình chịu rồi. Mọi người có thể tải về mà mọi người coi, mọi người biết tiếng Anh á, mọi người đọc cho dễ hiểu nha. Thì ở trong cái bản mod này có một quyển sách mình thấy khá là hay luôn, tên là Ma Bờ gì đó. Đây nè, cái quyển sách này sẽ dịch chuyển mọi người sang thế giới của kiếm nha. Đi thôi. Đây, qua rồi nè. Đây, nó sẽ dịch chuyển mọi người sang thế giới của mấy cái cây kiếm này nè. Ở trong thế giới này mọi người có thể test kỹ năng thoải mái luôn nha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cây kiếm này đi. Để mình tạo ra một con quái cái đã. Tạo ra con golem đi cho nó trâu, test nó mới sướng. Đây, đây, cây kiếm của này là chiêu của nó hình như là phóng ra một cái quả cầu nè, đó, giống quả cầu gì ta, hố đen vũ trụ không? Nó sẽ hút vô, đó, nó hút những thứ cần nó vô nha. Thì cây kiếm này cũng có một chiêu vậy thôi đó, nhìn nó đẹp mà tàn quá. Là đây, cây cung này đi. Thì cây cung này nó sẽ bắn ra mấy cây kiếm này nè, mọi người phải gắn vô nó mới bắn được nha. Mọi người bỏ kiếm vô đây, mọi người bỏ cây nào là nó sẽ bắn ra cây đó. Đây mình bỏ cây màu vàng, nó sẽ bắn ra cây màu vàng nè, thấy không? Rồi tới cây gì nữa ta? Ở đây, cái cây kiếm này là cái cây tạo ra khói nè mọi người, tạo ra sương mù á. Đó, làn sương khói phôi pha đưa bước ai xa rồi. Nhìn ghê không? Đây, tiếp theo sẽ là cây nào đây ta? À đây, cây này là nó sẽ dịch chuyển mọi người lại cái con mà mọi người tính nha. Ở mọi người quên cái này dịch chuyển lại luôn, đứng xa cỡ nào cũng dịch chuyển lại được hết hay gì á. Để mình ra thử coi. Đây, à đúng rồi, mọi người đứng xa như nào nó cũng dịch chuyển lại được hết á. Cây này cũng hay đấy chứ. Bây giờ sẽ tới cái bàn tay phép thuật. Ha ha ha. Thì chiêu đầu tiên của nó là phóng ra mấy cái kiếm nè mọi người. Mọi người gắn cái kiếm vào vô thì nó sẽ phóng ra cái kiếm đó thôi. Đây nè. Đó, mình gắn cái kiếm màu đỏ nó phóng ra cái kiếm màu đỏ, thấy không? Còn nếu mọi người gắn hết kiếm vô đây luôn thì nó cũng sẽ phóng ra nhiều cây kiếm khác nhau thôi đó. Rồi chết golem luôn rồi, tính ra cũng mạnh đó chứ, quýnh vài cái golem bay màu luôn. Cái chiêu này mọi người thấy giống trong phim gì ta, trong anime Hỏi Pháp Sư á, của con nhỏ gì tóc đỏ đó, nó cũng dùng mấy thanh kiếm này bắn ra quá trời luôn. Giờ sẽ tới cây nào đây ta? Đây, bây giờ sẽ tới cái cây gậy bá nhất trong bản mod này luôn nha mọi người. Thì cây gậy này có 3 chiêu. Chiêu đầu tiên của nó nè, mọi người nhìn kỹ nha. À, bắn người ta về mà bầu trời nó sấm chớp luôn, ghê thì chứ. Mọi người thấy nó nổ không? Cái chiêu này khá là ghê. Đấy, mọi người phải tử đâu nha, để cho cái vòng tròn nó to lên thì mới bắn được. Đó, golem chết chưa ta? Thì đây là chiêu thứ hai của nó nè mọi người. Chiêu thứ hai của nó là phóng ra mấy cái ở vòng ma pháp ở sau lưng mình nè, nó sẽ bắn ra mấy cái hình tròn gì đó. Đó, cái bản mod này đúng phá map luôn đó mọi người. Mình bắn con golem thôi coi nó chết không. Không, không chết rồi. Thì chiêu số 3 của nó mới bá nè mà. Chiêu số 3 của nó là như trưởng ra như Son Goku á. Để mình làm cho mọi người coi nè.
chiêu này đúng bá luôn đó. Mọi người đi tới đâu là cát nó lủng tới đó luôn nè, mọi người thấy không? Chiêu này mình thấy thích nhất luôn trong mấy cái chiêu khác luôn á. Cái chiêu này đúng phá mát luôn đó, bắn tới đâu là lủng tới đó luôn. Rồi bây giờ sẽ chuyển cây thôi, mình sẽ thử cây gậy màu xanh này cho mọi người xem nha, để mình tạo golem khác, golem kia nó ở dưới luôn rồi. Hay à, đây thì cái cây gậy này khá là cùi luôn. Nó chỉ đẩy kẻ địch ra xa thôi, nhưng mà dùng mình để chạy cũng được nữa. Nè mọi người coi nó bay lên trời luôn nè. Mọi người nhìn nó bay mất tiêu luôn nè. Y như mấy đứa trong đội hoa tiễn vậy á, bay lên trời. Mọi người đè càng lâu là nó bay càng xa nha. Chiêu này dùng để chạy cũng được. Tiếp theo là cây nào ta? Hai cái cây này mình không biết dùng sao luôn á. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng mấy quyển sách khác cho mọi người coi nha. Quyển sách đầu tiên là quyển sách Black Farm gì nè. Đây. Cái chiêu này là sẽ phóng ra mấy cái lửa màu đen nè, y như cái con mắt Gingan của Sasuke gì đó, mọi người thấy giống không? Y như con mắt của Sasuke luôn. Để mình coi nó có đốt vĩnh viễn giống như trong Sasuke không nha. Ở trong Sasuke là nó đốt chừng nào chết thì thôi đúng không mọi người? Ủa kỳ vậy? Kỳ vậy, kỳ vậy. Đây, để mình đốt nó thử. Để xem coi nó có đốt cho tới chết luôn không. Hình như nó tới lúc chết luôn nè mọi người, thiệt luôn á. À nè, ghê nha, ghê nha. Ủa, à vậy là nó không đốt cho tới lúc chết rồi, nó cũng chỉ đốt trong cái thời gian giống như là nhung nham thôi. Giờ còn gì nữa không ta? À đúng rồi, còn quyển sách này nữa nè. Quyển sách này mình thấy hơi khó hiểu nha. Đó, nó bắn ra mấy con chim này không biết để làm gì luôn á. Mình ấy ở đâu là nó sẽ biến mất con chim ở chỗ cũ nha, nó sẽ ra chỗ mới, hơi khó hiểu. Rồi tới cái cuốn nào nữa ta? À đúng rồi, cái cuốn ai đây nè, cái cuốn này là tạo ra cái vòng tròn bảo vệ nha mọi người. Đó, mấy cái con này làm gì đi vô đây được. Đó, nó sẽ đẩy thôi nha. À đúng rồi ha, để mình thử tặng kỹ năng của mấy cái cây phép thuật đó được không. Đây, mình sẽ lấy cái gậy màu đỏ đây, để mình xem chặn được không nha mọi người. Ủa, không phải này. Đây, chỗ này nè, để mình xem chặn được không. Ủa, nó bay qua luôn rồi, chặn không được mọi người ơi. Bùm. Vậy là nó chỉ có thể chặn được mấy cái mà vật thể thôi nha mọi người, còn mấy cái kỹ năng này thì nó chặn không được. Để mình coi còn gì không ta. Chắc mình nghĩ là mình chỉ biết ở nhiêu đây thôi á. Mọi người có thể tải về mà mọi người khám phá tiếp nha. Mình sẽ để link ở dưới cho mọi người. Và clip của mình kết thúc ở đây thôi. Nếu mọi người thấy hay hãy để lại một like, một đăng ký kênh nếu ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.